Xin chào anh chị, đã quay trở lại với Hoa Lan Yifong anh Gia. Và trước màn hình anh chị đây là một trong những cái dòng dendro mà hoa đột biến, gọi là cây Siam ba vàng ba cánh đỏ, hoa cực kỳ thơm luôn. Và như anh chị đã biết hồi nãy em live stream rất là nhiều đơn hàng về cây Siam đang giá rất là rẻ cho anh chị, nhận được sự ủng hộ anh chị khá là nhiều. Cây này đứng ngọn, thứ nhất đứng ngọn nè, và lá búp sen rất đẹp. Thì ba chậu như thế này với mức giá là 185.000, bên em sẽ bao ship nhanh trên toàn quốc cho anh chị. Anh chị thấy đơn hàng không, rất là nhiều luôn. Cây cỡ vậy nè, ba chậu đều nhau đó, lá mít búp lên vậy, 185.000. Và anh chị nếu đặt hàng những chậu Siam như thế này, anh chị có thể để lại số điện thoại, ba chậu Siam anh chị kèm theo số điện thoại, bên em sẽ gửi hàng cho anh chị. Ngoài cái cây Siam đột biến hoa thơm, còn một dòng dendro hàng Thái, cái giống hàng Thái nữa, là cái cây râu rồng anh nha, hoa màu vàng đỏ rất đẹp và hoa cũng rất là thơm. Thân thủ thì phải nói là rất đẹp. Đây, một chậu như thế này, ba chậu thế này cũng với đồng giá 185.000 luôn. Hiện tại là đang bán trái hàng, những cái lô hàng như thế này anh chị thấy để hàng rất là nhiều nè. Đó, thì anh chị nào đặt hàng ba chậu Siam hoặc là ba chậu râu đồng, anh chị để lại số điện thoại, bên em sẽ gửi hàng cho anh chị nha.